Sáng nay trong khuôn khổ các hoạt động cuối cùng của hội nghị cấp cao ASEAN 13 đã diễn ra hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại giữa ASEAN và Liên minh châu Âu EU. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa hai tổ chức khu vực kể từ khi quan hệ đối thoại được thiết lập vào năm 1977. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã tham dự hội nghị này. Các nhà lãnh đạo cùng chia sẻ đánh giá về những phát triển quan trọng trong quan hệ đối thoại giữa hai tổ chức khu vực. Thời gian qua, quan hệ và hợp tác giữa ASEAN và EU ngày càng được tăng cường và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực. ASEAN và EU nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế và đẩy nhanh việc đàm phán hiệp định mậu dịch tự do ASEAN-EU. Hai bên cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác và phối hợp giữa hai khu vực trong việc xử lý các vấn đề quốc tế như thay đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng, chống khủng bố và sớm kết thúc vòng đàm phán Doha. Các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh ý định của Liên minh châu Âu và các nước thành viên tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở khu vực Đông Nam Á, gọi tắt là TAC, thể hiện sự ủng hộ quan trọng của EU với hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Nam Á. Các nhà lãnh đạo EU hoan nghênh và chúc mừng các nước ASEAN về việc thông qua Hiến chương ASEAN, coi đây là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, liên kết và xây dựng cộng đồng ở khu vực. Các nước EU khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác cũng như hỗ trợ ASEAN trong xây dựng cộng đồng thông qua thực hiện chương trình hành động viên chăn, gọi tắt là VAP, và sáng kiến về liên kết ASEAN. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã nêu bật những thành tựu quan trọng đạt được trong quan hệ đối thoại ASEAN-EU, cũng như trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU nói chung và với các nước thành viên nói riêng, khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ đối tác ASEAN-EU, nhất là trong đàm phán hiệp định mậu dịch tự do ASEAN-EU. Phó Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam và EU sẽ sớm khởi động đàm phán Hiệp định Hợp tác và Đối tác Việt Nam-EU, coi đây là cơ sở làm cho quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ngày càng thực chất và hiệu quả. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung và kế hoạch hành động triển khai tuyên bố chung Nuremberg về quan hệ đối tác tăng cường.